Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với chuyên mục Vlog của Mr. Stone. Nấu tiện, ăn gọn, sống khỏe. Ngày hôm nay mọi người đoán xem Mr. Stone sẽ cùng làm món gì với mọi người nhé. Ta-da! Chắc là mọi người nhìn vào nguyên liệu thì cũng sẽ biết đúng không? Hôm nay mình ăn cơm trưa, mình nấu hai món. Món thứ nhất là tôm rim nước cốt dừa, và món thứ hai là canh bí đỏ hầm tôm. Hai món cực kỳ đơn giản nhưng vô cùng bắt cơm luôn nha mọi người. Công thức để làm hai món này thì mình có ghi ở trên màn hình. Mọi người có gì chụp màn hình để lưu lại nha. Vậy là mình đã tẩm ướp gia vị xong cho nguyên liệu tôm và bí đỏ ngày hôm nay rồi nha mọi người. Bây giờ chúng ta cùng đến với một công đoạn, nó là lăn vào bếp và tiến hành mix and match tất cả mọi thứ nguyên liệu lại với nhau thôi. Để kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện này nè. Hôm trước ấy là Stone có dự định là quay vlog kiểu mấy cái món ăn nó cũng hơi phức tạp một chút, nhưng mà mình suy đi tính lại, mình nói là thôi quay cái gì ấy để cho nó đơn giản tiện gọn nhất, tại vì tối giản là phong cách sống, xu hướng sống chủ đạo của cái thời đại này mà, đúng không mọi người? Cho nên là Stone quyết định là chỉ làm những cái món gì mà nó dưới một tiếng đồng hồ thôi, từ cái công đoạn sơ chế cho đến là nấu và cuối cùng là trình bày ra bàn ăn. Vậy là món tôm của chúng ta đã bắt đầu cho vào nấu canh được rồi đó mọi người. Thì đầu tiên ấy là mình sẽ bỏ tôm vào, mình cho dầu ăn và mình xào cho đến khi tôm bắt đầu nó hơi đổi màu qua hồng hồng một tí, thì mình sẽ cho nước và nước mình sẽ cho nước vào và mình để cho nó đến khi nào đó bắt đầu nước nó sôi lên thì bắt đầu mình sẽ cho bí đỏ vào và mình đậy nắp lại tầm đâu đấy khoảng chừng 5-7 phút, hoặc là tùy theo khẩu vị mọi người thôi. Mình thì mình không có thích ăn bí quá rục, mà mình sẽ ăn bí nó hơi sực và nó còn hơi đã sực sực một tí, cho nên là mình sẽ đợi đâu đấy khoảng từng 7 phút thôi. Chúng ta hãy cùng chờ xem thành quả của ngày hôm nay nhé. Ta-da! Vậy là nồi canh bí đỏ hầm tôm của chúng ta đã chín rồi đó cả nhà. Do là bí lúc mình gọt vỏ ấy, mình còn để lại cái vỏ xanh, cho nên là nó ra cái nước canh nó hơi bị xanh xanh một tí. Thực ra nếu mà mấy bạn gọt khéo hơn mình thì cái màu nước nó sẽ trong hơn. Mình ăn thử một miếng bí đỏ thì mình thấy là gia vị bắt đầu vừa ăn rồi và bí nó đã mềm đến đúng cái độ mà mình mong muốn rồi. Nên là mình tắt bếp và mình cho nó ra một cái bát thôi. Vậy là xong món đầu tiên, món canh bí đỏ hầm thịt rồi đó cả nhà. Và bây giờ chúng ta đến món thứ hai, đó là tôm rim nước cốt dừa nha. Đầu tiên là mình bắt chảo lên, làm nóng chảo hoặc là nồi nấu. Sau đấy mình sẽ cho từ từ dầu ăn một chút xíu vào đấy, và nước cốt dừa. Cái này thì
Theo như mình thấy thì tại vì mình nấu bằng bếp từ ấy mọi người, cho nên là nó chín cũng khá là nhanh, nước dừa sôi nó cũng khá nhanh. Thật ra cái này là mình cho nước dừa hơi nhiều một chút, nó hơi nhiều nước dừa đúng không? Mình trong quá trình mình nấu thì mình đã có múc bớt nước dừa ra. Đó. Chỉ để nấu nữa là cái nước dừa nó sẽ dính vào trong cái đáy nồi, nếu mà mình không có đảo liên tục là cái đáy nồi mình sẽ dễ rất là dễ bị khét đó mọi người. Đó. Nhưng mình ở đây mình đứng mình đảo liên tục. Rồi. Và mình chờ cho bắt đầu nước dừa nó chệt lại ha. Bắt đầu nó rút bớt cái nước. Đó, như này là được mọi người. Mọi người nhớ là khuấy liên tục đều thay nha mọi người, để hạn chế tối đa cái việc mà cái nước cốt dừa nó bị dính vào trong cái đáy chảo nha, và mình kiểu bị cháy á, nó sẽ rất là khó rửa ra. Rồi, bắt đầu chúng ta thấy tôm bắt đầu và nó hơi săn lại và nước cốt dừa nó rút xuống là được rồi á mọi người. Mình tắt bếp thôi, mình bày ra dĩa. Vậy là xong luôn món thứ hai, tôm rim nước cốt dừa rồi đó cả nhà. Đúng chuẩn nấu tiện và ăn gọn đúng không mọi người? Ngày trước ấy, thì mình có một thời gian ngắn mình đã thử ăn chay liên tục trong vòng một tuần. Nhưng mà sau đấy thì mình kiểu cơ thể mình nó không có thích ứng đó mọi người. Cho nên là nó bị tụt năng lượng rất là nhiều. Và mình quyết định là mình không có ăn chay theo kiểu là liên tục nữa. Mình chỉ ăn vào ngày mùng 1 và 15 hàng tháng thôi. Vậy là xong bữa trưa rồi đó mọi người. Mình hôm nay mình có hai món thôi, là tôm rim nước cốt dừa và canh bí đỏ hầm tôm. Mời mọi người cùng ăn với mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những số vlog tiếp theo nha. Vậy là xong rồi đó.